vị và các bạn đang đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, đối với những người khuyết tật, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, thì việc có được một đôi chân, đôi tay giả có thể nói là mơ ước của rất nhiều người. Những đôi tay, đôi chân này giúp họ thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Và để hoàn thiện ước mơ này cho những người kém may mắn, một người cựu chiến binh đã mở xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí. Và hơn 10 năm nay, xưởng sản xuất này vẫn hoạt động và mang niềm vui đến cho hàng trăm người khuyết tật. Và câu chuyện của người cựu chiến binh này cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chuyên mục chuyện tối nay ngày hôm nay. Và trước hết, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây được phóng viên của chương trình Chào Buổi Tối ghi nhận tại xưởng sản xuất đặc biệt trên. Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí. Cứ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, những người khuyết tật đến từ nhiều nơi với nhiều dạng tật khác nhau lại tìm đến xưởng sản xuất đặc biệt này. Và họ đều có chung một mong muốn là có một bộ phận cơ thể mới để cuộc sống được thuận tiện hơn. Nhưng mà xương nó không rời ra nữa. Năm đến đây là tôi làm vào xưởng Bắc Đô này, anh chị em trong xưởng này là làm tới giờ là 4 năm chân rồi. Thế là không mất phí, về xưởng Bắc Đô là không mất phí. Chân mà đi thì là lắp 2 lần chân rồi. Một lần đầu tiên là 26 triệu. Còn lại cứ một năm là lại đi thay cái đoạn ống cháu lớn đi nó dài ra. Cũng lại mất mấy tiền. Xong đợt này là lên trên mạng là biết là cơ sở sản xuất của Bắc Đô là có một chương trình làm chân miễn phí cho các em. Thế là lên trên này thì nói chung là Bắc Đô bảo là không mất tiền. Xuất ngũ từ năm 1968 với tỷ lệ thương tật 61%, sau đó học làm bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Thương binh Lê Thành Đô về hưu với quyết định mở một xưởng làm chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật. Với kinh phí vận động chủ yếu từ các tổ chức nước ngoài, đến nay xưởng sản xuất chân tay giả của ông đã giúp khoảng hơn 600 người có được bộ phận cơ thể mới. Vâng ạ, thưa quý vị, và có mặt trong trường quay của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay đó chính là bác sĩ Lê Thành Đô, và cũng chính là chủ của xưởng sản xuất chân tay giả cho người khuyết tật mà chúng tôi đã nhắc đến quý vị trong phóng sự vừa rồi. Và đầu tiên là cảm ơn bác sĩ Đô đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay ạ. Xin chào chị Linh Đan và xin chào các quý khán giả. Vâng, bác sĩ ơi, được biết là bác sĩ Đô cũng là một thương binh và thương tật thì lên đến 61%. Và chắc chắn điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đúng không ạ? Và không biết đây có phải là nguyên nhân mà làm cho bác sĩ Đô quyết định là sẽ mở một xưởng sản xuất chân tay giả để giúp đỡ người khuyết tật hay không ạ? Vâng, trước tiên là tôi là một thương binh. Vâng. Và cũng là nạn nhân chiến tranh. Trong quá trình nằm viện thì tôi thấy rằng là cái về sức khỏe và cái khó khăn của người khuyết tật là rất nhiều. Họ không những là khó khăn mà còn mặc cảm về cái khuyết tật của mình. Cho nên là tôi mới nghĩ rằng là phải, sau khi mà xuất ngũ thì tôi phải học về ngành y để mà giúp đỡ cho, để phục vụ cái sức khỏe cho mình và những người gia đình, bạn bè, đồng đội. Vâng ạ, và trong phóng sự vừa rồi thì cũng có chia sẻ là xưởng của mình cũng đã hoạt động được 10 năm rồi. Vậy thì cụ thể là xưởng sản xuất chân tay giả của bác sĩ Đô là đã bắt đầu chính thức hoạt động từ năm bao nhiêu ạ? Xưởng của tôi bắt đầu mở ra từ cuối năm 2004. Yeah. Bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2005. Yeah. Lúc đầu thì có một cái thuận lợi là cái xưởng của chúng tôi không phải thuê mà tôi dùng cái nhà của gia đình, chính bản thân của gia đình tôi để mà dành riêng để mở cái xưởng. Thứ hai là cái khó khăn của chúng tôi là cái kinh phí là không có để mà mua sắm các thiết bị máy móc để mà làm cho cái chân tay giả. Kinh phí rất là tốn kém đúng không? Kinh phí thì tốn kém, cái lúc đó thời kỳ 2005 là cũng mất trên dưới 100 triệu đồng. Và cái kinh phí cũng lớn, cho nên thứ nhất là cái vốn của mình có một ít và vận động anh em, bạn bè, và họ thấy là cái công việc này là cũng có giúp ích cho cộng đồng, cho những người khuyết tật, cho nên là họ cũng sẽ ủng hộ giúp cho để mà sắm sửa những cái máy móc cơ bản nhất để mà làm cái dụng cụ chỉnh hình. Vậy thì cho đến thời điểm này thì kinh phí chủ chốt vẫn là nguồn lực từ cá nhân và một phần là sự hỗ trợ từ phía anh em, bạn bè và các mạnh thường quân đúng không bác sĩ Đô? Kinh phí hiện nay thì trong quá trình hoạt động thì mình chỉ có duy trì bảo dưỡng
Còn cái kinh phí chính thì là dựa vào cái tổ chức từ thiện ở nước ngoài, mà cụ thể là cái của ông Dr. William Hart và cái tổ chức của ông là Unitech International của Mỹ. Yeah. Ông đã giúp cho từ đầu mỗi một năm ông giúp cho một ít để bổ sung vào. Và nói đến đây thì chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả cũng đang rất là thắc mắc và muốn biết là hiện tại thì không biết là xưởng sản xuất chân tay giả của bác sĩ Đô là đã có thể sản xuất được bao nhiêu bộ phận giả cơ thể rồi ạ? Cái xưởng của chúng tôi là hơn 10 năm nay thì chúng tôi đã làm các loại dụng cụ như là chân tay giả, rồi nẹp chỉnh hình cho người bị liệt, các cháu bị liệt, thứ hai là áo chỉnh hình cho những người tổn thương cột sống. Và cái cho đến nay hết năm, từ đầu hoạt động đến nay cho đến hết năm 2017 thì chúng tôi đã giúp cho được 614 người rồi. Trong số rất là nhiều người được xưởng sản xuất của mình giúp đỡ thì không biết là có ai mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà làm cho bác sĩ Đô là phải ấn tượng và ghi nhớ đến thời điểm này không ạ? Có thì rất nhiều, nhưng đặc biệt có một cái bệnh nhân ở Tuyên Quang. Anh này là mới còn đang còn trẻ, khoảng trên 35 tuổi. Anh bị cụt hai chân, mà cụt trên gối cơ, không thể đi lại được. 25 tuổi. 35 tuổi. 35 tuổi. Anh ấy từ Tuyên Quang xuống Hà Nội, anh ấy đi học. Và chúng tôi, anh đã tìm đến cơ sở chúng tôi giúp cho anh một đôi chân. Và hiện nay anh đang dùng cái đôi chân đấy, anh ấy làm cho một cái công ty về điện tử. Và cái lương cũng thấy khá khá, và anh lấy được vợ người Hà Nội. Và hiện nay cũng gia đình nhà vợ và anh em cũng giúp cho anh có một cái nhà chung cư mà anh làm việc. Vừa rồi anh cũng đến kể lại cho tôi, chúng tôi cũng rất là cảm động. Thứ hai nữa là một số bệnh nhân, ví dụ như là cái bệnh nhân then ở dưới Phú Xuyên, cụt hai chân dưới, nhưng mà làm cho cô đôi chân cô đi lại là gần như là bình thường, không khó ít người có thể nhận ra là cô đi chân giả. Và cô ấy dùng cái đôi chân giả đấy, cô làm là nhận hàng thủ công mỹ nghệ, cô về cô làm và cuộc sống tương đối ổn định, đấy là một niềm vui. Hay là anh Nguyên cụt hai chân, nhưng mà anh ấy, chúng tôi làm cho anh ấy chân, anh ấy dùng cái đôi chân đấy, anh ấy đi làm xe ôm, nhưng mà chúng tôi thấy là nguy hiểm, cho nên là khuyên anh là thôi chuyển ngành khác, thì anh ấy chuyển, bây giờ anh chuyển sang là giao hàng cơ sở, chứ không là sâu có nghĩa nữa. Là vậy thì trong năm 2018 sắp tới thì không biết là xưởng của mình có định hướng gì mới hay không để mà chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, đặc biệt là với người khuyết tật ạ? Vâng, thì cái đến năm 2018 thì chúng tôi cũng rất là may là cái xưởng, cái trang thiết bị nó đã xuống cấp. Và cái xưởng cũng lâu rồi nó cũng đã xuống cấp như vậy thì nhưng mà cũng rất là may được cái tổ chức được ông Dr. William Hart và tổ chức Unitech vừa rồi giúp đỡ chúng tôi cái tiền để mà cải tạo lại cái xưởng, bây giờ nó xưởng khang trang và đẹp hơn. Thứ hai là cũng bổ sung một số cái máy móc mà nâng cấp máy móc nó đã cũ bây giờ đấy là một cái hy vọng chúng tôi để mà tiếp tục công việc. Cảm ơn bác sĩ Lê Thành Đô rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi, cũng như là với những cái điều tốt đẹp và niềm tin vào cuộc sống mà bác sĩ Đô đã mang đến cho Trường Quay cũng như là cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và trong những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017 thì chỉ có một điều thôi, đó là mong rằng là bác sĩ Đô sẽ có thật nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục mang thêm niềm tin, mang thêm nghị lực đến cho những người khuyết tật và giúp cho cuộc sống của họ ngày một đẹp hơn, bác sĩ nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn và cũng xin cố gắng để mà giúp cho những người tàn tật ngày càng được nhiều hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là mỗi người khuyết tật tìm đến với bác sĩ cựu chiến binh Lê Thành Đô thì có thể nói rằng đều có những cái hoàn cảnh khó khăn riêng. Thế nhưng thì sau khi đến với xưởng sản xuất của ông thì tất cả đều có chung một niềm hạnh phúc khi mà nhận được những món quà vô giá từ bác sĩ Đô làm ra. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng với những người khuyết tật, mỗi người khi tìm đến với xưởng sản xuất chân tay giả của bác sĩ Đô thì chúng ta cũng một lần nữa tìm lại được nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Chào Buổi Tối cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.